Phía sau tôi đây là một cái tủ điện 3 pha mà bất cứ nơi nào sử dụng điện 3 pha đều phải có. Nguồn điện 3 pha này được cấp nguồn từ trạm biến áp. Nguồn điện 3 pha của Việt Nam có thông số là 220V, 380V, 50Hz. Nguồn điện 3 pha gồm có 3 dây pha, hay còn gọi là dây nóng, dây lửa và một dây trung tính N, còn gọi là dây nguội, dây mát. Ngoài ra còn có dây BE là dây nối đất. Điện áp giữa dây pha và dây trung tính ta gọi là điện áp pha bằng 220V. Điện áp giữa hai dây pha ta gọi là điện áp dây bằng 380V. Cụ thể, điện áp giữa dây pha 3 và dây trung tính là 220V, dây pha 2 và dây trung tính là 220V, dây pha 1 và dây trung tính cũng là 220V. Còn điện áp giữa dây pha 2 và dây pha 3 là 380V, dây pha 1 và dây pha 3 là 380V và dây pha 1 và dây pha 2 cũng là 380V. Thì cụ thể trong cái tủ điện này, đây là dây pha 1, dây pha 2, dây pha 3, dây trung tính N đặt đây, dây BE là dây nối đất đặt đây. Bây giờ tôi sẽ dùng cái đồng hồ đo 3266 TD để đo kiểm cái thông số của nguồn điện 3 pha này nhé. Để mua cái đồng hồ này các bạn có thể truy cập vào cái link tôi để dưới phần mô tả và phần bình luận. Đầu tiên ta chỉnh thân đo NCV để đo có điện. Thì khi ta đặt đồng hồ vào gần các cái dây pha thì nó sẽ có tín hiệu kia tít 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 là báo có điện. Tiếp theo ta chỉnh thân đo sang vị trí HZP ngã để đo tần số và điện áp xoay chiều. Nhấn nút phanh xanh, ta đặt đồng hồ vào gần đường dây điện thì nó sẽ đo được là 49 là gần 50 Hz. Bây giờ ta đo điện áp giữa dây pha 1 và dây trung tính là 225V, dây pha 2 là 226V và dây pha 3 là 227V. Điện áp giữa hai dây pha 1 và 2 là 394V, pha 2 và 3 là 394V, pha 1 và 3 là 395V. Đây là cái ổ cắm điện 3 pha. Đây là phích cắm 3 pha, lấy điện 3 pha. Giả sử 5 sợi dây này ta không biết đâu là dây pha, đâu là dây trung tính và đâu là dây BE. Bây giờ ta sẽ tiến hành đo để xác định. Để xác định nhanh 3 dây nóng, ta có thể dùng bút thử điện. Khi ta chạm bút thử điện vào sợi dây nào mà đèn bút thử điện sáng lên thì dây đó là dây nóng. Hai dây đèn bút thử điện không sáng là dây nguội và dây nối đất. Tuy nhiên dùng bút thử điện thì không thể xác định đâu là dây nguội, đâu là dây nối đất. Cách thứ hai, sử dụng đồng hồ đo. Ở đây tôi sử dụng đồng hồ đo 3266 TD. Để mua cái đồng hồ này các bạn có thể truy cập vào cái link tôi để dưới phần mô tả và phần bình luận. Đồng hồ này có thang đo NCV là thang đo dùng để dò đường dây nóng. Ở thang đo này ta dùng que đo đỏ để chạm vào dây điện. Khi chạm vào dây điện nào mà đồng hồ phát tiếng bíp 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 là dây đó là dây nóng. Như vậy cách đo này cũng tương tự như dùng bút thử điện. Với hai cách đo trên chỉ giúp ta phát hiện được đường dây nóng. Tuy nhiên giá trị điện áp lúc này bằng bao nhiêu không thể biết được. Bây giờ để đánh giá chính xác giá trị điện áp của nguồn điện, đảm bảo các dây nóng và dây nguội được liền mạch thì lúc này ta sử dụng thang đo điện áp và xác định đâu là dây nóng, đâu là dây nguội. Đầu tiên ta chập hai que đo vào hai dây bất kỳ. Ví dụ như ta đang chập vào dây xanh và dây trắng, điện áp gần 400V thì chắc chắn rằng đây là hai dây nóng. Kế đến ta chập vào hai dây khác, dây đen và dây xanh. Điện áp trên đồng hồ là 233V thì một trong hai dây này sẽ có một dây mát. Tiếp theo ta đo điện áp giữa một trong hai dây này và dây nóng ta vừa xác định được. Ví dụ như dây đen và dây xanh thì đồng hồ chỉ 234V. Như vậy thì dây đen này chắc chắn sẽ là dây mát. Bây giờ ta kiểm tra lại kết quả ta vừa xác định dây đen là dây mát. Ta đặt một que đo vào dây mát là dây đen. Ta đi đo điện áp các pha còn lại. Như vậy điện áp các pha lúc này khoảng 230V. Chứng tỏ nguồn điện lúc này có thông số đạt yêu cầu và các dây điện đều thông mạch. Như vậy dây còn lại là dây đỏ sẽ là dây BE. Thì điện áp giữa dây BE và các dây còn lại có giá trị rất thấp, sắp xỉ bằng 0V. Như vậy kết quả cuối cùng là dây xanh lá là dây nóng, dây trắng là dây nóng, dây đen là dây trung tính, dây xanh dương là dây nóng, dây đỏ là dây BE.